Với nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động kinh doanh, sáng 30 tháng 9 vừa qua, Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn SCC đã vinh dự đạt top 10 thương hiệu nhãn hiệu tin dùng 2018. Cũng trong khuôn khổ chương trình, ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty SCC cũng được trao tặng danh hiệu Sao Vàng Doanh nhân Đất Việt, giải thưởng do Trung tâm Chống hàng giả, Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Việt và Công ty Cổ phần Tư vấn và Truyền thông Đất Việt phối hợp tổ chức. Chương trình được diễn ra tại Nhà hát Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều công ty, đơn vị có uy tín trên thị trường. Vượt bậc trở thành một trong những thương hiệu bất động sản nổi bật trên thị trường.